Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân khiến tuyến kênh Tư Nghĩa ô nhiễm nghiêm trọng là do trong quá trình hoạt động, một số công ty thuộc khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trinh sát nắm tình hình liên quan đến việc xả nước thải ra kênh Bầu Lăng và kênh Tư Nghĩa, đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Dachan Galan Seafood và công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy Hải Dương xả thải ra môi trường không đúng quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã tiến hành lập biên bản. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Cụ thể, tổng hàm lượng nitơ vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 đến 1,4 lần, tổng hàm lượng phosphor vượt quy chuẩn cho phép từ 6,9 đến 7,4 lần. Việc xả thải trực tiếp ra môi trường đã gây ô nhiễm tuyến kênh Tư Nghĩa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt người dân.